chia sẻ cho chúng ta đấy, một cái thông tin về cái bệnh nó rất là ít gặp và nó cũng rất là hay, đấy là cái bệnh nhiễm nấm đen phổi do mycomycosis. Vâng, xin mời thầy Cường bắt đầu. Vâng, kính thưa giáo sư Bình, kính thưa các quý vị ở các đầu cầu. Tôi xin được chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp một ca bệnh mà cũng gần đây cũng đang nhắc đến nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh nhiễm COVID. Đó là một cái nhiễm nấm, nấm đen, black fungus, và tên nó là mycomycosis. Cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà chúng tôi phải kết hợp với cả bệnh viện phổi trung ương, tức là bệnh nhân cũng đi qua nhiều bệnh viện và thực sự là được phát hiện ra, chẩn đoán xác định nó là bệnh viện phổi trung ương. Và khi chuyển đến chỗ chúng tôi thì bệnh nhân cũng đã có một cái tổn thương phổi và kèm thêm một cái bệnh lý khác truyền nhiễm, đó là bệnh viêm gan C. Thế thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ và các quý vị đồng nghiệp ở trong các đầu cầu chúng ta chuyên khoa về truyền nhiễm, về hô hấp, về bệnh ký sinh trùng thì chúng ta cùng trao đổi. Đây là một bệnh nhân nam 55 tuổi, làm ruộng ở Văn Lâm Hưng Yên, vào viện ngày 1 tháng 6 năm 2021, là do bệnh viện phổi trung ương chuyển đến và đã được chẩn đoán là bệnh nhân bị tăng men gan, viêm gan C trên một cái bệnh nhân đang được chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm mucomycosis. Thì bệnh sử của bệnh nhân này thì khá dài, tức là từ trước Tết, đó là khoảng 6 tháng rưỡi này đấy, là bệnh nhân thì xuất hiện các cái biểu hiện sốt kéo dài, đau ngực và ho khạc ra đờm màu nâu. Đấy, thì màu nâu thì bệnh nhân kể, chứ chúng tôi thì cũng không được nhìn, cho nên là cái màu đờm cũng chú ý cái đặc điểm, nó cũng không phải ra màu đen mà cũng không phải ra màu xanh. Thế thì bệnh nhân đến được khám tại trung tâm hô hấp của bệnh viện Bạch Mai thì được chẩn đoán là viêm phổi và áp xe hóa vì có tổn thương ở phổi. Tuy nhiên thì cái hồ sơ bệnh án và các cái thông tin về quá trình nằm viện ở đây không rõ ràng. Bệnh nhân thì lần này vào bệnh viện phổi trung ương thì cũng được phát hiện ra là cũng có đái tháo đường và đường máu thì kiểm soát vẫn khá là ổn định. Và đã được điều trị ở bệnh viện, điều trị ở 21 ngày bằng kháng sinh không rõ loại. Rồi thì bệnh nhân đỡ sốt thì được chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, tức là một cái bệnh cảnh là bệnh hô hấp và sau đó được điều trị bằng kháng sinh. Bệnh đỡ, tức là chẩn đoán bằng áp xe phổi và chuyển lại bệnh viện tỉnh Hưng Yên. Thì tại bệnh viện tỉnh Hưng Yên thì lại điều trị tiếp tục 3 tuần, cũng không rõ loại kháng sinh, còn sốt nhẹ và lúc này ho thì có đờm màu xanh rêu, tức là từ màu nâu sang màu xanh rêu, và sau đó thì tất cả những cái màu của đờm này thì là do bệnh nhân kể thôi. Và ra viện được 3 tuần và dịp đó là về để ăn Tết. Thì sau Tết thì bệnh nhân lại có sốt trở lại, đau ngực tăng lên và bệnh nhân được nhập viện bệnh viện phổi trung ương. Và từ đó đến nay thì đang nằm ở bệnh viện phổi trung ương, sau đó thì chuyển chỗ chúng tôi và bây giờ thì cũng đã chuyển lại bệnh viện phổi trung ương rồi. Thế thì tiền sử bệnh nhân đi bộ đội 3 năm tại Lào, xuất ngũ cách đây 17 năm, không đi đâu xa, chỉ sống ở Văn Giang Hưng Yên và không có hút thuốc lá thuốc Lào và không có nghiện chất gì khác và gia đình thì không có gì đặc biệt. Đây là tại bệnh viện phổi trung ương, thì sau khi mà được nhập viện thì có một cái phim phổi, chúng ta nhìn thấy đây là cái tổn thương là có cả một cái đám viêm ở thùy trên của phổi phải hoặc là thùy giữa của phổi phải, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cả một cái đám mờ như thế này. Thế và nó cũng không đồng đều, cái bờ không rõ ràng. Thế và được chẩn đoán là một cái áp xe phổi. Đấy. Đây là hình ảnh của tổn thương. Chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh chụp cắt lớp. Và đây ạ, bên phổi phải bắt đầu thấy tổn thương viêm. Cái này trông nữa có thể nhờ các thầy chẩn đoán hình ảnh có thể đọc thêm, rõ thêm. Đấy, và sau đó thì bệnh nhân được soi phế quản tại bệnh viện phổi trung ương ngày 2 tháng 3. Thế thì ở đây là cái kết luận là ở phế quản
phế quản gốc phải, phế quản thùy trên, thùy giữa thông thoáng, niêm mạc phù sung huyết nhẹ, phế quản phân thùy 6 có tổ chức hoại tử, bít tắc khẩu kính, niêm mạc phù nề sung huyết, còn phế quản trái thì lòng phế quản thông thoáng, niêm mạc phù sung huyết nhẹ, không thấy khối u. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái đờm nó, trên hình ảnh đây chúng ta nhìn thấy nó có vẻ như màu xanh, xanh rêu là chủ yếu, xanh nâu. Thế và kết quả làm xét nghiệm từ cái dịch này thì nuôi cấy vi khuẩn cấy nấm thì cũng đều âm tính. Đấy. Thế thì khi mà chúng tôi gửi ở bệnh viện Phổi Trung ương thì gửi kết quả giải phẫu bệnh và soi, thì tại bệnh viện Phổi Trung ương thì thấy là tổn thương nấm, nấm sợi mảnh bề rộng lớn và không có vách ngăn. Thế và trên tiêu bản nhuộm thì được kết luận là nghĩ đến nấm muco. Thế thì ở đây là một cái loại nấm mà cũng khá là mới và đặc biệt, chúng ta nhìn thấy đây hình ảnh những cái nấm sợi và không có vách ngăn. Thế và dựa trên những cái đặc điểm sinh vật hóa học thì kết luận đấy là nấm ở dưới tiêu bản về giải phẫu bệnh. Thế tóm lại là nuôi cấy thì không gặp, không phát hiện được. Và ở trên bệnh viện Phổi Trung ương thì bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng nấm là amphotericin B. Thế và trước khi điều trị và sau khi điều trị một tháng thì rõ ràng là thấy là cái tổn thương là cũng vẫn còn, chúng ta thấy đó cũng là về hình ảnh là thấy là cũng không có vẻ giảm đi mà tổn thương có vẻ như tăng lên. Thế sau khi mà một tháng điều trị thì nội soi phế quản lại thì chúng ta vẫn thấy là cái kết luận là phế quản phải, phế quản phải thì phế quản vẫn có tổ chức hoại tử, bít tắc hoàn toàn cầu kính, vẫn thấy là cái tổn thương, cái màu sắc nó có vẻ như cũ. Thế và không thấy u, không thấy chèn ép, và kết luận là hoại tử bít tắc hoàn toàn phế quản phân thùy 6 b phải. Thế tóm lại là chúng ta vẫn thấy là không có, mặc dù là chẩn đoán là nấm muco nhưng mà về điều trị thì cũng không thấy có tiến triển một cách khả quan. Thế và có sinh thiết xuyên thành ngực ngày 31 tháng 3, thì đây là hình ảnh trên phim và chụp, mình thấy đây là cái hình ảnh kim và xuyên thành ngực, và cũng làm giải phẫu bệnh tổn thương phổi qua sinh thiết xuyên thành ngực thì tổn thương cũng là dạng nấm sợi mảnh bề rộng lớn không vách ngăn, và trên đơn bản muộn trên tiêu bản nhuộm vẫn nghĩ đến nấm muco, tức là về cả về soi tiêu bản và cũng như là sau khi sinh thiết thì đều là kết luận là đây là nấm mucormycosis tại bệnh viện Phổi Trung ương. Tuy nhiên thì đây là những cái hình ảnh chúng ta thấy sau trước chụp và sau chụp là 11 tháng 4 và 5 tháng 5 là thấy là cái tổn thương thì có vẻ như cũng có đỡ đi một chút, tức là sau khi mà nội soi phế quản, nhưng mà hình ảnh vẫn còn. Và đây là cái hình ảnh của sau chụp và đã chuyển sang điều trị Ampholip từ 13 tháng 4 đến 13 tháng 5, là tiếp tục điều trị tiếp một tháng nữa bằng Amphotericin B dạng lipid, thì chúng ta thấy là vẫn có cái tổn thương như vừa thấy ạ. Có thể đây ạ, vâng, thì vẫn có những cái đám viêm ở giữa thủy giữa phổi phải. Và soi phế quản lại thì chúng ta vẫn thấy là tại phế quản phải thì vẫn còn những tổ chức hoại tử và giả mạc trắng, bít tắc khẩu kính, niêm mạc phủ sung huyết có sắc tố đen, và lòng bên phế quản trái thì vẫn bình thường. Tóm lại là một cái tổn thương khi soi phế quản thì thấy chúng ta vẫn thấy cái tổ chức hoại tử hay là nó như mủ đây và lẫn giả mạc. Đấy. Thế thì chúng tôi thấy là một cái dạng nấm mà điều trị cũng khá là tích cực và vẫn chưa thấy là có dấu hiệu tiến triển, tức là đỡ. Và về diễn biến điều trị tại bệnh viện Phổi Trung ương thì đây là những các cái xét nghiệm, thì chúng ta thấy là có, sau khi nằm bệnh viện Phổi Trung ương thì xét nghiệm có viêm gan C dương tính và đo tải lượng virus viêm gan C là 9 triệu đơn vị trên ml huyết tương. Thế và cho rằng là có thể một phần là do virus viêm gan C bùng phát hoặc là do Ampholip có thể gây tổn thương gan, và bệnh nhân thì đã được dừng Ampholip 10 ngày thì men gan vẫn tăng và cho rằng là cái này có thể do viêm gan C gây ra.
và đã chuyển trung tâm bệnh nhiệt đới của chúng tôi vào 1 tháng 6 để điều trị viêm gan C. Thế đây là bốn cái hình ảnh của tổn thương phổi trên X quang thường, thì chúng ta thấy từ 15 tháng 3 cho đến 11 tháng 5, tức là sau 2 tháng và được 2 tháng điều trị bằng thuốc Ampholip, thì chúng ta thấy là cái hình ảnh tổn thương trên phổi vẫn còn. Và với cái tình trạng khi vào chỗ trung tâm của chúng tôi thì bệnh nhân cũng khá là ổn và thể trạng cũng trung bình, và sốt chỉ có 37 độ thôi và không thấy có một cái biểu hiện tình trạng nhiễm trùng cũng như là biểu hiện suy kiệt, và ăn uống thì các sinh hoạt khác vẫn bình thường. Thế chúng tôi vẫn chẩn đoán là viêm gan C và nhiễm nấm phổi do mucormycosis đã được điều trị. Và các cái vấn đề đặt ra là cũng chẩn đoán phân biệt, thì mặc dù đã cấy ra nấm và mucormycosis thì chúng tôi vẫn phải nghĩ đến các cái căn nguyên khác như viêm phổi do vi khuẩn, đấy, tụ cầu phế cầu hay Klebsiella, các căn nguyên khác, hay là lao phổi, đấy, hay là các bệnh sarcoidosis hay các cái căn nguyên nhiễm ký sinh trùng như sán lá phổi, hội chứng Rebler, hay là các cái viêm phổi do PCP hay sán các loại run sán, thậm chí là cả ca phổi. Tuy nhiên thì cái căn nguyên là nấm phổi thì vẫn chúng tôi vẫn đặt ra, thế và cũng tiếp tục tích cực tìm các cái căn nguyên khác. Bệnh nhân thì có các cái xét nghiệm sinh hóa huyết học thì chỉ thấy nổi bật là cái biểu hiện có tổn thương gan với cái men gan tăng cao 847 và 807, và có bilirubin tăng nhẹ, alpha FP thì cũng tăng nhẹ 11,4, và siêu âm thì có gan nhu mô không đều, giãn tích mạch cửa thể hiện cái giá chớm bắt đầu sơ gan, và có cả lách to. Thế và các cái xét nghiệm sinh hóa khác thì bình thường. Về vi sinh thì chúng tôi thấy là xét nghiệm AFB đờm âm tính 3 lần, soi tìm ký sinh trùng từ các bệnh mẫu bệnh phẩm ở đờm thì cũng không thấy vi nấm. Cấy đờm âm tính, tổng phân tích nước tiểu có bạch cầu, và các cái xét nghiệm khác về run lươn, về bệnh run đũa chó mèo Toxocara đấy âm tính, sán lá gan âm tính, các SARS-CoV âm tính, và siêu âm bụng cũng không thấy có khối u cục gì khác. Và với cái kết quả là chụp phổi thì vẫn thấy một cái đám mờ tổn thương ở giữa phổi phải, và vẫn khẳng định như vậy. Và khi mà chúng tôi cũng chụp lại hình ảnh cắt lớp trên tại bệnh viện Bạch Mai thì vẫn là khối tổn thương thủy trên phân thủy đỉnh dưới phổi phải. Nghĩ nhiều đến tổn thương nấm phổi. Thế thực ra thì chúng tôi cũng muốn là các chuyên gia có thể cho biết hình ảnh như thế nào là đặc trưng của nấm phổi. Ở đây thì chúng thấy là những cái đám mờ nham nhở và không có một chút khí ở bên ở giữa, và hạch trung thất nhỏ. Đây là những hình ảnh của các cửa sổ của cái hình ảnh nấm, đặc biệt là chúng ta nhìn thấy cái đám này nó ruỗng như ruột bánh mì vậy. Thế thì chúng tôi đã được điều trị tại trung tâm chúng tôi, thì mặc dù các cái xét nghiệm về nấm âm tính, vì khi đã có kết quả khẳng định là nấm mucormycosis ở bệnh viện phổi trung ương, thì chúng tôi vẫn cân nhắc để tiếp tục điều trị theo cái hướng đó, và điều trị viêm gan C đặc hiệu bằng cái thuốc là Epclusa. Thế và điều trị các thuốc trợ gan, và bệnh nhân để cũng men gan đã bắt đầu xuống. Thì theo kế hoạch là bệnh viện phổi trung ương sẽ có một cái cuộc phẫu thuật để lấy cái tổ chức tổn thương này. Thế và chúng tôi cũng đã hội chẩn với bệnh viện phổi trung ương và đã gửi chờ bệnh nhân trở lại, thì sau khi tình trạng bệnh nhân điều trị viêm gan C đã ổn thì trở lại bệnh viện phổi trung ương để có thể phẫu thuật và từ đó tìm các căn nguyên của cái tổn thương nấm phổi này. Bệnh nhân thì cũng được điều trị tại chúng tôi cũng với cái tình trạng bệnh nhân thì vẫn còn khá tốt. Đấy. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây thì chúng tôi cho rằng là thứ nhất là cái nấm đen này và mucormycosis thì có thường gặp ở Việt Nam hay không, ở cái địa bàn nào và trên những cái đối tượng như thế nào. Và thì thực tế chúng tôi cũng nghe các đồng nghiệp đây đó thì cũng có nói là có gặp, nhưng mà về tìm y văn và được các cái xuất bản ở Việt Nam thì không thấy. Thứ hai là chẩn đoán nhiễm nấm phổi thì dựa vào phương pháp nào. Chúng tôi được biết là nấm phổi, nấm đen này cũng là một cái nấm rất khó nuôi cấy, và chẩn đoán thì phải dựa vào hình ảnh là chẩn giải phẫu bệnh. Thế thì đấy không biết có liệu có phải là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán hay không, và điều trị dự phòng nấm phổi trên bệnh nhân này như thế nào khi mà chúng ta
đã được điều trị theo khá bài bản theo các hướng dẫn, và cái tiến triển nó rất là chậm và không thấy, và hiện nay vẫn còn cái tổn thương cả trên chẩn đoán hình ảnh X quang cũng như là soi phế quản. Thì đấy là những cái vấn đề chúng tôi đặt ra, và cũng xin có một số những các cái tổng quan về nhiễm nấm đen thì chúng tôi cũng tìm hiểu trên y văn và cũng muốn trình bày các quý vị ở đây. Nhiễm nấm đen này gọi là mucormycosis thì hay được gọi là zygomycosis, là một nhiễm trùng nấm nặng, nghiêm trọng, hiếm gặp, gọi là mucormycosis gây ra. Vi nấm thường sống ở các môi trường như đất và các chất hữu cơ thối rữa như lá, đống phân trộn hoặc gỗ mục nát. Bệnh nhân có thể hít vào bào tử nấm trong môi trường hoặc là bị các tổn thương ở ngoài da. Do vậy mà bệnh có thể lây theo đường hấp hoặc là theo đường tiếp xúc ngoài da khi mà tổn thương da hở. Phổ biến hay gặp là các mùa hè thu, và nhiễm trùng thường xảy ra ở người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là những người có đái tháo đường trong cái giai đoạn mà không được kiểm soát như là nhiễm toan seton hoặc là đang dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch như corticoid. Đây là hình ảnh mà tổn thương nấm mucormycosis ở toàn cầu. Thì các quý vị có thể thấy là cái tỷ lệ, nếu như mà hình càng đậm ở đây thì nó tổn thương càng trên 1 triệu dân, quần thể dân số, thì chúng ta thấy là ở các khu vực như ở Việt Nam là gầu như chưa có báo cáo, đúng không ạ? Còn các cái khu vực xung quanh chúng ta Đông Nam Á như là Thái Lan hoặc Indonesia thì cũng có thể gặp. Các nước khác, vùng Bắc Mỹ hay vùng châu Âu là cũng là địa điểm. Ở Ấn Độ chúng ta thấy là tỷ lệ mắc Ấn Độ cao hơn các nước khác tới 80 lần so với các nước phát triển. Và tỷ lệ ở Ấn Độ mắc cao nhất có liên quan chặt chẽ với hai yếu tố nguy cơ độc lập, đó là bệnh đái tháo đường và sử dụng corticoid. Cái quốc gia này cũng sử dụng có cái tỷ lệ mắc đái tháo đường khá nhiều. Ở đây là chúng ta thấy là các cái 1,2 ca trong 1 triệu dân. Đấy là những cái mà chúng ta ước lượng so với các cái loại nấm khác thì là tỷ lệ gặp nhiều hơn, chứng tỏ là mucormycosis là một cái bệnh hiếm gặp. Thì căn nguyên đây là một loại nấm sợi sống riêng rẽ và có thể xác định được từ các cái bệnh phẩm lâm sàng như vừa nói, đờm hoặc các cái dịch khác. Sợi nấm này thì nó rộng hơn so với nấm khác, nó không mảnh và đường kính là từ 5 đến 15 micromet, phân nhánh không đều và hiếm khi có các vách ngăn, nó phân biệt với một số các loại nấm sợi khác. Thì điều này trái ngược với nấm của nấm mốc như là Aspergillus, là thì nấm Aspergillus thì hẹp hơn, đường kính chỉ 2 đến 5 micron thôi và phân nhánh đều đặn và có nhiều vách ngăn. Đấy là cái sự phân biệt giữa nấm Aspergillus và Muco. Và tính chất mỏng manh của sợi nấm làm cho vi nấm dễ xâm nhập vào nhiều môi trường, khó nuôi cấy và dễ bị nghiền nát trong các cái loại bệnh phẩm. Về sinh bệnh học thì các loại nấm Muco này thì phát triển trong cái điều kiện có nhiều đường và axit. Huyết thanh từ những người khỏe mạnh có thể ức chế phát triển của nấm, trong khi các huyết thanh từ bệnh nhân bị nhiễm toan seton do đái tháo đường thì kích thích sự phát triển. Do vậy mà những người mà bị toan seton thì dễ gây kích thích, đây là điều kiện thuận lợi để có thể nấm phát triển. Khi nhiễm vào thì thường là ở mắt, ở mũi, và từ đó vi nấm lên não, và sau khi mà viêm phổi do hít phải các bào tử thì phát triển ở phổi. Và các cái lông mao vận chuyển các bào tử này đến hầu họng và được đào thải qua đường tiêu hóa. Tổn thương đặc trưng là xâm lấn mạch, gọi là angioinvasive, và gây nhiễm nhồi máu, mô, nhiễm trùng, và từ đó thành các cái hoại tử, các cái tổ chức hoại tử hay còn gọi là nấm sẽ, cái này nó sẽ hoại tử màu đen, sẽ gọi là black fungus là vì vậy. Các yếu tố nguy cơ như bệnh tiểu đường, đặc biệt là nhiễm toan seton, các bệnh mạn tính như ung thư, cấy ghép tạng, cấy ghép tế bào, kiệt bạch cầu, sử dụng corticoid lâu dài, tiêm trích ma túy, những người mà quá tải sắt hoặc là chấn thương, trẻ đẻ non. Đấy. Ở bệnh nhân COVID thì gần đây y văn thế giới cũng nói đến nhiều, đặc biệt ở Ấn Độ, và cũng có những cái bài báo có nói đến 9.000 người ở Ấn Độ đã bị nhiễm nấm đen, và ở trên những cái bệnh nhân nặng thì thường xảy ra 12 đến 18 ngày sau khi bệnh nhân đã khỏi COVID, và tới 80% cần phẫu thuật vì nó tạo nên các cái ổ áp xe. Và tỷ lệ tử vong thì rất cao, nói ở đây là trên 94% nếu như mà nấm này xâm lấn vào não. Ở Việt Nam thì cũng chúng ta cũng thấy là
chưa thấy mối liên quan đến các loại nấm mà trên bệnh nhân COVID. Chúng ta nhận thấy là năm ngoái vụ dịch tổn thương có rất nhiều bệnh nhân nặng, tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là ở các cái vụ dịch ở Đà Nẵng là các bệnh nhân hồi sức tích cực và giai đoạn cuối là thường có biểu hiện nhiễm nấm kèm theo, kể cả phi công 91, nhưng chúng ta cũng không thấy có bằng chứng của nấm đen. Tuy nhiên thì cũng để đây là một trong những cái yếu tố mà cần các nhà lâm sàng khi điều trị bệnh nhân COVID cần phải để ý. Khi mà phân tích nhiễm nấm trên một cách phân tích hệ thống thì chúng ta thấy là trên ở toàn Ấn Độ thì thấy tăng các cái ca bệnh nhiễm nấm ở những bệnh nhân có tổn thương ở mũi và mắt, ở hốc mắt, thế và tổn thương có đái tháo đường là chiếm tới 80%, hoặc là tới 76% bệnh nhân là đang có dùng corticoid. Thế ở nam giới gặp 78%, và bệnh nhân thì có tiền sử điều trị corticoid đến 76%. Và các cái bệnh biểu hiện là ở xoang, ở mũi và ở hốc mắt, thế và có thể tổn thương não và phổi. Tổn thương phổi là chiếm 7,9%, thì cái ca bệnh này của chúng ta gặp là tổn thương phổi. Và kết quả điều trị thì những ở Ấn Độ thì thấy là 55% và tử vong tới 30%. Cơ chế bình sinh nhiễm nấm đen trên bệnh nhân COVID-19 thì chúng ta thấy là nhiều yếu tố, trong đó có việc mà sử dụng corticoid, bệnh nhân tiểu đường và các cái căn nguyên làm tăng các cái cytokine interleukin 6, rồi tăng ferritin, tăng cái các sắt mà thải sắt nội bào, và cũng như là tăng cái việc mà toan cetone ở trên bệnh nhân tiểu đường và giảm tế bào CD4, tăng tế bào CD8 và các tế bào nội mạc bao mạch và tăng quá trình toan chuyển hóa. Về lâm sàng của nhiễm mucormycosis thì dưới 5 dạng. Thứ nhất là nhiễm trùng xoang và não, thứ hai là viêm phổi, thứ ba là nhiễm trùng đường tiêu hóa, thứ tư là nhiễm trùng da và niêm mạc, và nhiễm trùng toàn thân lan tỏa. Thế thì ở đây là 5 cái dạng mà chúng ta có thể gặp. Thì cái tổn thương có trên bệnh nhân này là bệnh nhân có tổn thương viêm phổi. Ở đây là một số những cái hình ảnh bệnh nhân tổn thương ở xoang và mắt não, và chúng ta thấy là từ xoang xong rồi ăn lên mắt và chạy vào não, thì chúng ta thấy các cái tổn thương nó nấm, nó hình nó màu đen như vậy và gây đẩy lồi mắt ra. Thế thì những các nhà nhãn khoa hoặc là các cái bệnh nhân này có thể đến nhãn khoa hoặc các cái bác sĩ da liễu hoặc các chuyên khoa khác để có thể gặp. Nhưng mà tôi cho rằng là nếu như gặp những trường hợp như vậy thì cần phải để ý đến nấm đen này. Tổn thương ở hoại tử mũi này, sưng mặt, thị lực giảm và tổn thương dây thần kinh số 5. Ở đây ở phổi đây ạ, tổn thương điển hình là áp xe phổi. Thế thì cái ca bệnh của chúng ta có thể nó giống như thế này được hay không? Sốt và ho ra máu là triệu chứng thường gặp, và ho ồ ạt. Tổn thương đặc trưng là nhồi máu và hoại tử, và có thể lan ra các tổ chức liền kề như là vùng trung thất hoặc tim. Ở đây bốn hình ảnh có thể gợi ý ở phổi là dấu hiệu quầng sáng trên CT, nó như là một cái dấu hiệu của halo sign ở trong nhiễm nấm của Aspergillus hay các cái loại nấm khác. Và quầng sáng đảo ngược cũng như là dấu hiệu hypodense, tức là giảm cái tỷ trọng trên tổn thương MRI. Thế và các cái tổn thương ở da chúng ta thấy nó cũng màu đen như thế này. Thì nếu như các nhà lâm sàng về da liễu chẳng hạn, về nhãn khoa có thể gặp, thì cũng cần phải để ý đến nếu như mà có tổn thương như thế này ở mắt, thế và gây lan rộng đến các cái mô sâu. Về chẩn đoán lâm sàng thì yếu tố nguy cơ và lâm sàng, tức là có hình ảnh giá trị để định hướng chẩn đoán. Chẩn đoán xác định ở đây cũng các quý vị lưu ý là chúng ta thường nói đến các căn nguyên về vi sinh vật thì là phải tiêu chuẩn vàng là vấn đề soi hoặc nuôi cấy, nhưng ở đây thì chẩn đoán lại xác định bằng xét nghiệm mô bệnh học, tìm thấy hình ảnh đặc trưng của vi nấm trong mô và nuôi cấy. Tức là các nhà giải phẫu bệnh khi thấy các tiêu bản là phải nghĩ đến cái này, vì vi sinh thì nuôi cấy thường rất khó mọc và hay bị nhiễm bẩn, do vậy mà các nhà vi sinh hoặc như ký sinh trùng thường là khó chẩn đoán ra. Huyết thanh xét nghiệm huyết thanh hoặc là PCR thì ít được áp dụng. Và đây là một cái sơ đồ chẩn đoán thì đã có được một cái vâng cái sơ đồ đây được một bài báo đã đăng, và chúng ta có thể theo cái sơ đồ này để có thể định hướng được chẩn đoán. Về điều trị thì nhấn mạnh đến cái việc mà ngoài cái chuyện dùng kháng sinh chống nấm, ở đây là phải nói đến cái vấn đề tức là phải phẫu thuật, vì phải can thiệp ngoại khoa để đánh giá mức độ xâm lấn ở mô và cắt bỏ mô hoại tử. Thì
Thì tôi cho rằng cái bệnh nhân này thì khi đã có tổn thương ở phổi như vậy thì cần phải có cái sự can thiệp của ngoại khoa để có thể cắt phổi, cắt cái tổ chức này đi, vì kháng sinh có thể là sẽ rất khó tác dụng một cách triệt để. Và kiểm soát yếu tố nguy cơ như là kiểm soát đường máu, đặc biệt tình trạng toan xê tôn, gồm các thuốc thải sắt và kích bạch cầu, và kiểm soát cái việc sử dụng corticoid. Đây là dưới cái hướng dẫn của Sanford Guide thì chúng tôi thấy là các cái thuốc được lựa chọn đầu tiên là amphotericin B với hàm lượng là 1 mg cân nặng truyền tĩnh mạch hàng ngày, và các cái kháng sinh khác có thể posaconazole để thay thế. Thế và điều trị đến khi nào? Điều trị đến khi các cái triệu chứng lâm sàng được cải thiện và ổn định về trên X quang chẩn đoán và giải quyết tốt các cái bệnh nền và trên hình ảnh không còn nữa. Chúng ta cũng thấy là có một cái bài báo về các cái điều trị, có hướng dẫn điều trị giữa bệnh mucormycosis và trên cái bệnh nhân COVID-19 thì cũng đã được đăng vào tháng 5, ngày 17 tháng 5 vừa qua. Thì chúng tôi cho rằng đây là một bài báo được đăng ở Ấn Độ và cũng hướng dẫn chúng ta về cách xử lý khi mà một bệnh nhân bị nhiễm COVID nặng và có nhiễm nấm, loại nấm này. Về tóm lại thì chúng tôi xin được tóm tắt và mấy cái ý chính như sau. Bệnh nhiễm nấm mucormycosis là bệnh nấm sợi không có vách ngăn và hiếm gặp, nhưng tuy nhiên cũng đã xảy ra trên những cơ địa suy giảm miễn dịch, đặc biệt là những bệnh nhân toan xê tôn hay mắc COVID-19 nặng. Nuôi cấy khó khăn, chẩn đoán thì xác định dựa vào mô bệnh học, điều trị vẫn còn tác dụng với điều trị amphotericin B. Tuy nhiên thì phải có điều trị bằng can thiệp ngoại khoa để giải quyết triệt để các ổ áp xe, tiên lượng nặng và tỷ lệ tử vong cao. Và đấy là toàn bộ những cái phần trình bày của tôi, xin được kết thúc và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Đỗ Duy Cường đã cho chúng ta một cái thông tin. Nghe cái bệnh nó rất là lạ, nhưng mà có lẽ là nó không lạ đâu. Nếu như theo các yếu tố, ví dụ như bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch, đái tháo đường hay dùng corticoid vân vân thì chúng ta quá nhiều luôn. Đúng không ạ? Cho nên là những cái nguyên nhân này chúng ta chưa biết thôi. Nhưng mà vì điều kiện chẩn đoán nó rất là khó, phải dựa vào giải phẫu bệnh. Thế cho nên là chúng ta bây giờ sẽ cần dần dần phải để ý nhiều hơn các cái bệnh này, thì nó sẽ gặp rất là nhiều trong cái nguy cơ mà suy giảm miễn dịch. Trước khi bác sĩ Thạch trình bày cái liên quan đến các cái cấp cứu và phản vệ, một số bạn hỏi quan tâm vấn đề này đang liên quan đến cái tiêm vaccine, thì chúng tôi xin phép được cho hội chẩn khẩn cấp với đầu cầu Bắc Ninh có một số ca bệnh nặng. Xin mời.